Chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay tụi mình mới thức dậy sáng và tí nữa sẽ bay ra sân bay, đi ra sân bay rồi. Ok, hẹn gặp Sydney nha. Đây là cái hotel của tụi mình ở. Thì ra đây có một quán Việt Nam tên gọi là Quán Đỏ, Vietnamese Street Kitchen. Đẹp quá. Good morning. Good morning. We all have a good sleep. Tối qua ngủ quá đã luôn á. Đây đứa nhỏ nó khoái ăn bakery ở Europe. Bánh đẹp lắm. Ở bên trong thì rất là ấm cúng, nhưng bên ngoài thì nhiệt độ khoảng 4 độ C à. Lạnh. Coffee and bagels. Sleepy. Cà phê, đồ ăn ở đây nó rất là thơm nha. Mình cũng muốn ăn nhiều lắm á, nhưng mà nó tính ra thì cũng nhiều tiền lắm. Thôi để cho mấy đứa nhỏ ăn đi. Vẫn còn mập mà, diet. Matcha. Đẹp. Very good. Nice. Barbecue? Yes, it's barbecue, garlic and chili sauce. Ngon. Good. Very good? Yeah, you very good. very experienced. Ooh, yum. Oh. Wow, maybe eat here nè. Oh, delicious. Wow. Chili, hả? Chili? Chili, yeah, chili. Can you cut half? Oh, we eat together, hả lợi? Okay. Mình giải khát thôi ha. Yeah. Ôi khác kìa. Cheese, thank you. Đăng kè hả? Đăng kè. Quá ngon. Ăn thôi. Ăn thôi. Còn chi chờ gì nữa? Kè bè. Movie star. Wow, lên đất à. Tiệm quần áo Abercrombie and Fitch. Đây nó có bán mấy cái jumper đẹp. Khi có một tiệm là Anson's. Anson, đây Anson à. Lolly shop à, ngon. Shopping. Đẹp.
thường. Đây là tiệm Harry Potter. Ăn mì gì nè. Ăn mì gói. Đây là tiệm Harry Potter, chuyên bán đồ Harry Potter. Lonnie. Thực phẩm giống như là Woolworth vậy. Riwi. Đậu đây mại nạc kìa. Ngon. Eat happy. Rồi sushi kìa. Bánh nè. Và đây giống như mua quệt. Chị Audi à, giống như Audi. Đây là cái hotel. Tụi mình ở đây trong 2 lần tến đến Europe và lần bye bye. Và những con chim của mình đây. Những con chim vẫn happy. Happy sau một cuộc du hành trình holiday Europe. Đẹp quá. Trong đó cũng phải có diamond nữa chứ. Đẹp quá, một cái cathedral. Wow, rất là lộng lẫy nha. Ủ lan à. Đẹp quá. Khu vực này là Thao Hô ở Hamburg. Những cái building rất là lộng lẫy và sừng sổ hả? Phải nói là nó hùng vĩ. Bây giờ thì gia đình Diamond chỉ còn có thêm vài tiếng nữa ở Hamburg. Rồi sau đó sẽ cả gia đình sẽ đến sân bay Hamburg. Rồi bye đi Helsinki. Rồi từ Helsinki sẽ bay đi Hồng Kông. Bay đi Hồng Kông rồi cái bay đi Sydney. Và con của mình ở Sydney đang chờ mommy và em trai em gái rước về nhà. Và con chó của mình cũng đang chờ đợi mình nữa, mình cũng nhớ nó lắm. Hả? Đây là tiệm Uniqlo ở Đức nè, 3-4 tầng luôn. Wow, spider, wow. Look at that. Trời ơi, còn nữa kìa. Hiện giờ mình cũng không biết mình ở tầng thứ mấy luôn. Quá trời tầng luôn á. Còn nữa à. Bình house à. Wow, hồi đèn ha. Parliament House ha. Đô tập UC.
Wow, đẹp quá. Cứ theo khóc ha. Giờ nó kêu con. Rồi, giờ bắt đầu mua Camry nữa. Con này. Korean food first. Wow, thấy kìa. Rất bảy apple. Are these all? Yeah. Oh. Rồi ăn rồi đó, ngon. Lên đường tiếp tục lại ăn nữa. Mấy đứa nhỏ của mình nó rất thích cái pastry ở Europe. Ở Europe bánh ngọt này kia nó đẹp lắm. Nó rất là đẹp, rất là ngon. Bánh này đẹp quá. Ôi. Đẹp chưa? Đây là tiệm Korean. Có cái tên là anh em. Anh em Korean. Thơm quá. Wow, smell nice huh? Anh em. Very nice. And we are mẹ con. Mẹ con. Mother and children. Hải Phòng hay có thấy Hải Phòng. Wings with bones, 9-piece with spicy. But the Korean is more because the young ones always have to do it. Nice pear. Tiệm Việt Nam mà bán đồ Korean.
Mm. I smell spicy. It smells so good. It's boneless. Speak. Same portion to our bones. Kimchi jjigae? Yes. Thank you. Can we get the chef plates, please? Yeah, what has smell good, huh? Thank you. Have a chicken. Okay. Mommy said good. Mommy said first. Why am I saying first all the time? Yeah, no. Yeah, got. Come on. Okay. What? Ooh. Korean food in Germany. It's so good. Mm. Why is it better than Australia? Not even Korean. Ăn thôi, mời cả nhà ăn chung nha. Watching someone eating. Ngon quá. Nice, crunchy. Tofu soup, Korean. Hot, hot. Ngon. Chào chào. Bây giờ tụi này sẽ mua vé đi sân bay, đi bằng xe lửa. We do the right thing.